Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank vừa thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu hồi nợ. Đây là những khoản nợ được các khách hàng vay phục vụ đời sống nhưng nay không có khả năng trả nợ. Có hơn 500 khoản vay tiêu dùng của các khách hàng được Ngân hàng Thương mại rao bán từ vài trăm ngàn đồng đến vài trăm triệu đồng. Theo đó, giá trị ghi sổ bao gồm gốc, lãi, lãi phạt của các khoản nợ này thấp nhất từ hơn 600.000 đồng và cao nhất hơn 170 triệu đồng. Phần lớn là những khoản nợ vài triệu đồng. Tổng giá trị ghi sổ của các khoản nợ là hơn 11,9 tỷ đồng, trong khi ngân hàng này rao bán với giá khởi điểm hơn 10,8 tỷ đồng. Theo Vietinbank, giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các chi phí khác nếu có khi thực hiện mua khoản nợ. Các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Ngân hàng có thể bán từng khoản nợ, một số hoặc toàn bộ hơn 500 khoản nợ vay tiêu dùng này. Một chuyên gia trong lĩnh vực mua bán nợ xấu cho rằng việc rao bán giá khởi điểm gần bằng với giá trị ghi sổ và người mua phải chịu các chi phí liên quan đến việc mua khoản nợ là không dễ. Các ngân hàng đang đẩy mạnh rao bán, xử lý nợ xấu thời gian qua để thu hồi nợ trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, thanh khoản trên thị trường không thật sự sôi động. Các khoản nợ được rao bán có tài sản thế chấp từ bất động sản, máy móc, nhà xưởng, thiết bị và một số ít trong đó là các khoản nợ vay tiêu dùng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của khách hàng. Tổng dư nợ tạm tính đến ngày 30 tháng 4 là hơn 4.837 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và quyền tài sản về khai thác mỏ đá thuộc xã Hòa Thạch và xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Ghi nhận từ báo Người Lao Động. Theo tìm hiểu, dự án được đề cập trong thông báo của BIDV ở thành phố Hồ Chí Minh là Canton North, nay là Grand Sentosa, quy mô 9 tòa nhà, 1.640 căn hộ, tổng vốn đầu tư 300 triệu USD do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất thương mại tài nguyên làm chủ đầu tư. Tài sản này được đồng thế chấp tại 3 ngân hàng, trong đó BIDV chiếm 58% giá trị tài sản. Dự án được đổi tên thành Grand Sentosa sau khi có sự tham gia của nhà đầu tư mới. Một dự án bất động sản khác bị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn Việt Nam Agribank xử lý thu hồi nợ là của công ty cổ phần đầu tư Minh Việt. Khoản nợ của công ty này do Agribank chi nhánh Đông Hà Nội quản lý, cho vay. Giá khởi điểm của khoản nợ hơn 169 tỷ đồng bằng với giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 17 tháng 6, gồm dư nợ gốc và nợ lãi. Tài sản bảo đảm của khoản nợ là ba quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai, quyền và lợi ích của công ty này với toàn bộ công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ và chung cư cao cấp Tricon Towers ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, dự án Tricon Towers đã dừng thi công từ nhiều năm qua sau khi khởi công vào năm 2009 và chỉ mới thi công phần móng. Không chỉ dự án bất động sản, các ngân hàng thương mại còn rao bán, phát mại tài sản là nhà đất, căn hộ chung cư của nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khác để thu hồi xử lý nợ xấu. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy trong 4 tháng đầu năm nay, hệ thống ngân hàng tiếp tục xử lý được 54.900 tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bản đến cuối tháng 4 2022 ở mức 1,58%. Dù vậy, riêng với nợ xấu bất động sản, việc xử lý phát mại không dễ trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao nhưng thanh khoản thị trường không thực sự khởi sắc. Theo thông tin từ báo Lao động, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV thông báo bán đấu giá lần thứ hai khoản nợ của hai khách hàng doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân Duxby và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Nhi. Giá khởi điểm đưa ra là hơn 914 tỷ đồng, giảm khoảng 102 tỷ đồng so với lần thứ nhất. Tổng dư nợ của khoản nợ tạm tính đến ngày 9 tháng 5 là 1.016 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 633 tỷ đồng. Theo đó, tài sản đấu giá bao gồm nhiều bất động sản gồm nhà máy thủy điện Duxby công suất 18 MW, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cùng với bất động sản là nhà và đất tại Gia Lai và Kon Tum. Ngoài ra, khoản nợ này còn được bảo đảm bởi nhiều máy móc thiết bị, xe chuyên dụng, ô tô các loại như Toyota Camry, Toyota Fortuner, máy đào, máy lu, máy sang, xe tải, ben, v.v. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn là quyền đòi nợ Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Chè số tiền hơn 250 triệu đồng và 17,86 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân Duxby chưa niêm yết,
và 24,541 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Nước Chè chưa niêm yết. Số cổ phiếu này do ông Hồ Sĩ Thái sở hữu. Hồi tháng 5, BIDV chi nhánh Gia Lai cũng đấu giá lần thứ 11 dự án nhà máy thủy điện Tân Thượng thuộc địa phận xã Tân Lâm, huyện Di Linh và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng do Công ty cổ phần Năng lượng Tân Thượng làm chủ đầu tư. Dự án này có giá khởi điểm hơn 325 tỷ đồng, giảm 133 tỷ đồng so với lần đấu giá thứ nhất vào hồi tháng 11 năm 2021. Dự án thủy điện Tân Thượng có công suất thiết kế 22 MW, sản lượng điện 108 triệu kWh trên giờ một năm, với tổng số vốn đầu tư là 918 tỷ đồng, với nhà thầu chính là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà Chính. Trước đó, giai đoạn năm 2017 đến 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cũng đã từng hơn 10 lần rao bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhà máy thủy điện Đắc Mét 3. Dự án có công suất 7,5 MW, địa chỉ tại xã Đắc Tròn, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Agribank cho biết tài sản đấu giá có diện tích 95.218 m2, thời hạn sử dụng đến ngày 16 tháng 9 năm 2059 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất 442.782 m2, thời hạn sử dụng đến ngày 16 tháng 9 năm 2059. Agribank rao bán dự án này lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2017 với giá khởi điểm là 179 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 10 lần đấu giá bán, Agribank đã phải giảm giá gần 91 tỷ đồng so với giá khởi điểm lần đầu. Cũng theo báo Người Lao Động, trong mùa đại hội cổ đông ngân hàng vừa qua, rất nhiều cổ đông của các ngân hàng bày tỏ sự lo lắng về nợ xấu đang tăng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Cả khách hàng lẫn doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam VNBA, cho rằng thực trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng hiện đang rất đáng lo ngại. Trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, kinh tế toàn cầu có nhiều biểu hiện suy thoái, số lượng nợ phải cơ cấu, điều chỉnh giảm nợ, chưa chuyển nhóm nợ không nhỏ và tiềm ẩn nguy cơ trở thành nợ xấu. Nếu năm 2022, ngành ngân hàng lo lắng về thanh khoản, thì năm 2023 đối diện nguy cơ nợ xấu. Trong khi đó, việc bán tài sản bảo đảm, đặc biệt là các khoản nợ lớn, cần tổ chức bán nợ theo giá thị trường khó thực hiện trong điều kiện thị trường nông sản thanh khoản thấp. Lúc này cần tiếp tục tháo khó khăn, vướng mắc liên quan đến hành lang pháp lý để sàn giao dịch nợ của Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng VAMC phát huy hiệu quả, trở thành thị trường mua bán nợ xấu sôi động. Ông Nguyễn Quốc Hùng gợi ý, để hạn chế nợ xấu gia tăng, ngoài việc gia hạn nợ cho khách hàng không quá 12 tháng, theo thông tư 02/2023 của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng thương mại đang tìm cách hoán đổi nợ những khách hàng đã vay tại nhiều ngân hàng khác với số tiền hàng ngàn tỷ đồng. Đơn cử, NHV có trụ sở chính tại Hà Nội vừa phê duyệt hạn mức tín dụng gần 10.000 tỷ đồng cho một công ty chuyên về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Theo đó, ngân hàng này mua nợ gần 9.000 tỷ đồng mà công ty kia đang vay nhiều ngân hàng khác để trả nợ thay. Những ngân hàng này sẽ thu hồi được vốn, hạn chế được nợ xấu tăng lên. NHV cũng tăng thêm dư nợ cho vay, đồng nghĩa tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống. Riêng doanh nghiệp này sẽ bắt đầu với khoản vay mới tại NHV với lãi suất thấp, đồng thời trả các khoản nợ khác tại ngân hàng khác. Ở góc độ quản lý, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác tín dụng, triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Theo đó, các ngân hàng cần đẩy mạnh việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Nhìn ở góc độ lạc quan hơn, ông Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao công ty chứng khoán KIS Việt Nam, cho rằng dù tỷ lệ nợ xấu có gia tăng nhưng không quá nghiêm trọng, bởi lẽ bán nợ xấu này không phải do quản trị ngân hàng mà do bối cảnh thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp gặp khó. Nhiều ngân hàng từng có kinh nghiệm xử lý tốt nợ xấu như Sacombank, Vietcombank, BIDV. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản. Trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường này ấm lên, doanh nghiệp có dòng tiền có thể thanh toán nợ vay cho ngân hàng, góp phần giải quyết bài toán nợ xấu. Ông Trương Hiền Phương kỳ vọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.